Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một điểm báo để cùng đón xem ngày hôm nay trên các mặt báo giấy cũng sẽ có những thông tin gì đáng chú ý. Và mở đầu sẽ là một vấn đề mà có lẽ thời điểm này vẫn đang có rất nhiều người dân quan tâm. Trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã ghi nhận giá xăng tăng cao kỷ lục và sau đó qua 4 kỳ điều chỉnh hạ nhiệt thì hiện nay giá xăng cũng đã về so với mặt bằng chung trước khi mà có những cái đợt tăng giá cao như vậy do giá xăng dầu thế giới lên cao. Tuy nhiên có một thực trạng diễn ra khiến cho nhiều người dân đặt câu hỏi, đó là vì sao mà giá xăng thì đã giảm nhưng mà giá thực phẩm, ví dụ như giá thịt lợn thì vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Trong vòng hơn một tháng qua, giá xăng dầu và giá thịt lợn hơi là hai mặt hàng có chiếm tỷ trọng khá lớn trong rổ hàng hóa, tác động đến chỉ số giá tiêu dùng đã liên tiếp được điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, giá hàng hóa thực phẩm vẫn cố thủ ở mức cao vô lý, khiến cho người dân, công nhân, người lao động nghèo vẫn đang loay hoay với bài toán chi tiêu. Và trên trang 3 của báo Lao động cũng đã ghi nhận vấn đề này qua bài viết với nhan đề giá xăng dầu giảm mạnh, vì sao giá thực phẩm vẫn cao? Theo khảo sát, vào ngày 3 tháng 8 năm 2022, giá thực phẩm vẫn ở mức rất cao, dù giá xăng dầu cũng đã được điều chỉnh giảm 4 lần. Điều đáng nói là dù giá lợn hơi đã được điều chỉnh giảm khoảng 4 đến 6.000 đồng kg, nhưng giá thịt lợn tại các chợ vẫn cố thủ ở mức cao, bán ra ở mức 110.000 đến 160.000 đồng kg tùy loại. Về thịt lợn giữ ở mức giá cao khiến cho giá các loại thịt gia súc, gia cầm cũng ăn theo giá thịt lợn ở mức cao. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định hoàn toàn không thiếu rau xanh, thực phẩm cung ứng cho thị trường, thậm chí là sản lượng sản xuất 7 tháng đầu năm 2022 còn cao hơn so với cùng kỳ của năm trước. Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, hoàn toàn không thiếu thịt lợn cho người dân sử dụng từ nay đến cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, bởi tổng đàn lợn đang tăng. Ngoài ra thì sản lượng trứng sữa đều tăng so với cùng thời điểm năm trước. Như vậy thì người dân có thể yên tâm về nguồn cung lương thực thực phẩm từ nay cho đến cuối năm. Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn cũng đang thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành rà soát các khâu nuôi trồng để đảm bảo cân đối lượng hàng hóa nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến một thực tế đang gây ra tình trạng lãng phí hoang phí rất là lớn trong những ngày vừa qua và khiến cho rất nhiều những tờ báo đề cập đến, đó chính là nhà tái định cư bỏ hoang. Thưa quý vị và các bạn, hàng chục căn hộ nền đất phục vụ cho công tác tái định cư, gọi tắt là nhà tái định cư tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội với giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đồng đã và đang bị bỏ hoang nhiều năm qua, gây lãng phí và tốn tiền bảo trì bảo dưỡng. Trong bối cảnh còn nhiều người lao động khác có nhu cầu nhà ở tốt hơn thì có thể xử lý số nhà tái định cư bỏ hoang này như thế nào? Ở trang 2, trang 3 của báo Tuổi Trẻ đã bàn luận vấn đề này qua bài viết Nhà tái định cư bỏ hoang đánh thức chục ngàn tỷ đắp chiếu. Theo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, trên địa bàn thành phố có gần 18.000 căn hộ tái định cư, phần lớn đã bán và bố trí cho các dự án giải phóng mặt bằng, hiện còn hơn 400 căn dôi dư. Tuy nhiên, hiện Hà Nội có hàng ngàn căn hộ tái định cư vẫn để bỏ hoang, có dự án hàng trăm căn hộ đã hoàn thiện nhưng chưa nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải phòng cháy chữa cháy. Phần lớn các khu vực tái định cư này đang xuống cấp và thiếu các tiện ích đi kèm. Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có hàng ngàn căn hộ tái định cư của các dự án đang bị bỏ hoang và thưa thớt người về ở. Trước thực trạng hàng ngàn căn hộ nền đất tái định cư để hoang, nhiều chuyên gia cho rằng ngoài quỹ nhà bán đấu giá chuyển mục đích sử dụng nên có cơ chế thoáng cho thuê nguồn nhà dự phòng để tạo nguồn thu. Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay thực trạng nhà tái định cư cho thấy chất lượng rất kém, nhanh xuống cấp nên nhiều khu tái định cư xây dựng xong có tình trạng người dân không muốn vào ở, đưa vào làm thương mại cũng không đạt được chất lượng. Để giải quyết tình trạng nhà tái định cư bỏ hoang, ông Võ cho rằng căn hộ chưa giải quyết được việc tái định cư vẫn thuộc bất động sản của nhà nước, nhưng để tránh lãng phí thì cho thuê là phù hợp và tiết kiệm được nguồn lực. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 8 vừa qua thì toàn bộ 10 tuyến cao tốc thực hiện việc thu phí tự động không dừng ETC. Tuy nhiên hiện nay thì vẫn còn nhiều thắc mắc liên quan đến mức phí nộp tiền vào tài khoản ETC cũng như là cách thức quản lý nguồn tiền trong tài khoản. Trang 3 của báo Lao động cũng đã phản ánh vấn đề này qua bài viết Minh bạch quản lý nguồn tiền từ tài khoản thu phí không dừng ETC. Thực tế, dù thu phí không dừng là giải pháp hữu hiệu góp phần hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thuận tiện cho phụ chủ phương tiện, tiết kiệm chi phí xã hội và đặc biệt là tăng cường tính công khai minh bạch trong việc thu phí BOT. Tuy nhiên, sau khi triển khai đồng loạt trên các tuyến cao tốc, đã có một số sự
cố phát sinh khi xe qua trạm barrier không mở gây ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí. Đại diện của Tổng cục Đường bộ cũng đã yêu cầu các đơn vị vận hành và các nhà cung cấp dịch vụ khẩn trương khắc phục các lỗi chủ quan của hệ thống thu phí, bổ sung các điểm dịch vụ dán thẻ trên các tuyến đường nối và đường cao tốc, tăng cường nhân viên trực đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ cho chủ phương tiện chuyển đổi tài khoản, kích hoạt tài khoản và các tình huống phát sinh. Ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, các trạm của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC mới đưa vào vận hành. Hệ thống thiết bị vừa được lắp đặt nên cần được tinh chỉnh hệ thống và đặt hạn mức thu phí đủ số dư mới được đi vào tuyến. Trong khi đó, nhân viên vận hành tại trạm chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống thu phí điện tử không dừng. Tổng cục Đường bộ đã yêu cầu VEC bố trí nhân viên kỹ thuật để xử lý kịp thời các tình huống và tăng cường nhân viên có kinh nghiệm để vận hành. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan đến vấn đề về câu chuyện các tuyến đường cao tốc hiện nay. Vật lộn trong báo giá vật liệu xây dựng, đại diện các nhà thầu cao tốc Bắc Nam đã liên tục gửi đơn kiến nghị lên chính phủ, các bộ ngành có liên quan. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ về giải pháp cụ thể. Trên trang 5 của báo Đại biểu Nhân dân phản ánh vấn đề này thông qua bài viết Nhà thầu cao tốc Bắc Nam mỏi mòn chờ cứu trong báo giá. Theo Hiệp hội các nhà thầu đại diện cho 21 nhà thầu thi công dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, khan hiếm vật liệu và báo giá các loại vật liệu chính khiến cho họ đối mặt với nguy cơ phá sản, dự án có nguy cơ vỡ tiến độ. Chẳng hạn đất đắp tăng giá từ 30-50%, có gói thầu tăng 154%, cát vàng tăng từ 15-40%, có gói thầu tăng 187%, nhựa đường tăng từ 35-50%, đá đổ bê tông nhựa tăng từ 20-55%, đá dăm loại 1 tăng từ 30-45%, có gói thầu tăng 129%. Mặc dù các hợp đồng cao tốc Bắc Nam đều có cơ chế điều chỉnh giá, song các doanh nghiệp vẫn rơi vào tình trạng càng làm càng lỗ do các địa phương công bố chỉ số giá chưa kịp thời và chưa sát với thực tế. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu thi công cao tốc Bắc Nam, các hiệp hội như Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam FRASI, Hiệp hội các nhà thầu thi công cao tốc Bắc Nam đã có văn bản gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành có liên quan để đề xuất giải pháp tháo gỡ. Trong bối cảnh Chính phủ quyết tâm không lùi bất cứ mốc tiến độ nào của dự án cao tốc Bắc Nam, việc các bộ ngành có liên quan sớm có giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu thi công đang là một vấn đề bức thiết và không thể dây dưa. Đó không chỉ đảm bảo cho tiến độ toàn bộ dự án mà còn không gây hiểu lầm là các nhà thầu bị thiệt thòi do những công trình làm cho nhà nước nhưng giờ giá tăng nên bị thua lỗ. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin liên quan đến giáo dục. Trong thời gian vừa qua thì câu chuyện giá sách giáo khoa cũng là một vấn đề được rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm. Và đến thời điểm này thì phụ huynh tại Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các địa phương khác trên cả nước cũng đã bắt đầu sốt ruột vì vẫn chưa thể nhận được sách giáo khoa mới cho con chuẩn bị bước vào năm học 2022-2023. Và trên trang 13 của báo Tuổi Trẻ cũng đã phản ánh vấn đề này thông qua bài viết với nhan đề sốt ruột với giá sách giáo khoa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mặt hàng sách giáo khoa cho thấy nhà sách có bán đủ số sách giáo khoa như lớp 1, lớp 2, lớp 5, 6, 9, 11, 12. Các loại sách khác như là lớp 3, lớp 4, lớp 7 và lớp 10 không có sách bộ. Nhân viên bán sách cho biết những sách năm nay mới có như là sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 chỉ có sách lẻ. Sách giáo khoa lớp 10 cũng chỉ có bộ cánh diều lẻ chứ chưa có bộ khác. Tại Hà Nội thì tình trạng không mua được chọn bộ sách giáo khoa ở một số nhà sách cũng phổ biến, bao gồm cả sách theo chương trình cũ và mới. Bà Ngô Kim Thủy, giám đốc kinh doanh sách Quốc Văn, công ty bán lẻ Phương Nam cho biết, việc sách giáo khoa khan hiếm trong thời điểm phụ huynh có nhu cầu tăng cao như đầu tháng 8 là nỗi buồn của những công ty phát hành sách. Nhu cầu hàng của chúng tôi chỉ được phía công ty sách thiết bị trường học đáp ứng khoảng 30-40%, đặt nhiều nhưng nhà xuất bản chỉ giao một ít theo từng đợt. Bà Phạm Thị Hóa, Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh và ra cho biết, nhà xuất bản sách giáo dục cam kết trong tuần này sẽ cung ứng đầy đủ sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 cho pha xa. Tuy nhiên, cũng theo bà Hóa, sức mua sách giáo khoa năm nay tại các nhà sách không bằng so với những năm trước. Nguyên nhân có thể là do nguồn hàng khó khăn, do quy định sách giáo khoa mới nên phụ huynh đăng ký mua ở trường hoặc là thời điểm tháng 8 mới là thời điểm phụ huynh mua sách giáo khoa cho con em mình.